Quý vị và các bạn thân mến, khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam với đặc trưng nóng ẩm, mưa nhiều thường gây ra các hiện tượng nấm mốc, phồng rộp, chóc sơn gây ảnh hưởng không nhỏ đến thẩm mỹ, sức khỏe của nhiều hộ gia đình. Trước thực trạng này, sử dụng sơn chống thấm được xem là giải pháp tiện lợi và hiệu quả. Tuy nhiên, sơn chống thấm phải đáp ứng được những tiêu chuẩn nào để có thể giải quyết triệt để tình trạng ẩm mốc tại các căn hộ? Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Để khắc phục các hiện tượng nấm mốc, phồng rộp, chóc sơn và điểm yếu của sơn chống thấm trên thị trường hiện nay, công ty sơn Oscar đã đưa ra thị trường 3 dòng sơn chống thấm giúp giải quyết những nhu cầu như chống thấm, chống bám bụi, chịu nhiệt, chống tia cực tím, chống nấm mốc, màng thở, màu sắc, chống mài mòn, gia tăng tuổi thọ cho bề mặt sơn để người tiêu dùng có thể linh hoạt sử dụng trong từng bối cảnh căn hộ thông qua việc áp dụng công nghệ vào từng dòng chống thấm. Dòng sơn chống thấm đa màu Oscar được sử dụng công nghệ nano thạch anh, phụ gia chống tia UV kết hợp cùng nhựa polymer, cấu tạo đặc biệt có tính năng tạo thành lớp màng chống thấm đồng nhất, liền mạch và đàn hồi, cho phép hơi nước thoát ra bên ngoài qua màng sơn, tăng độ bám dính của màng sơn vào tường, hạn chế tối đa hiện tượng phồng rộp. Bên cạnh sơn chống thấm đa màu Oscar, sơn chống thấm hệ trộn xi măng Oscar với thành phần nhựa styrene acrylic, đa tác động, màng sơn ngăn nước từ bên ngoài ngấm vào bên trong tường, bảo vệ tốt bề mặt bê tông và nền xi măng không bị thấm nước, không bị rêu mốc. Đặc biệt, công ty sơn Oscar đưa ra thị trường sơn chống thấm sàn dành riêng cho nhà vệ sinh, sàn trần mái ban công, tầng hầm, bể nước. Sơn chống thấm sàn hệ 2 thành phần Oscar là hỗn hợp chống thấm gồm 2 thành phần A lỏng và B bột được trộn với nhau tạo thành màng dẻo, thẩm thấu, liên kết bám chắc bề mặt bê tông và tường, giúp ngăn nước, chống thấm nước và rất hiệu quả bền lâu. Sơn chống thấm đóng vai trò quyết định thẩm mỹ của những bức tường và tuổi thọ của công trình trong suốt cái thời gian sử dụng. Việc ẩm mốc, loang lổ không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Các công trình của công ty chúng tôi sử dụng sơn chống thấm Oscar 100% đưa vào các công trình. Sau khi đưa vào sử dụng, người dân chung cư chúng tôi rất hài lòng về chất lượng, tính thẩm mỹ của tòa nhà vì sau một thời gian đưa vào sử dụng, các bề mặt tường không còn xuất hiện những hiện tượng phồng rộp, bong chóc mà mang lại cái tính thẩm mỹ rất cao cho cái tòa nhà. Cũng như các sản phẩm sơn tường khác của Oscar, tiêu chuẩn xanh EcoCare được ứng dụng 100% trong thành phần sơn, mùi nhẹ không chứa chì và thủy ngân, giúp bảo vệ môi trường và ngăn chặn các tác nhân gây ung thư. Trong năm gần đây, con người luôn quan tâm đến những ứng dụng thân thiện môi trường với mong muốn có cuộc sống xanh. Đáp ứng điều đó, công ty sơn Oscar đã đưa công nghệ EcoCare vào sản phẩm. Đây là công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và an toàn với người sử dụng. Để đảm bảo ổn định chất lượng bền vững, chúng tôi đã ký hợp tác với tập đoàn hóa chất hàng đầu Hoa Kỳ là tập đoàn Dow và DuBose. Chúng tôi cam kết xây dựng Oscar trở thành biểu tượng niềm tin cho các công trình xây dựng. Không ngừng đổi mới, áp dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đã giúp thương hiệu sơn Oscar lan tỏa rộng hơn trên thị trường. Sau khi tham khảo trên thị trường, tôi nhận thấy thương hiệu của sơn Oscar ngày càng lớn mạnh, đã được các chủ đầu tư và các đối tác tin tưởng lựa chọn. Chất lượng sản phẩm của sơn Oscar rất tốt, đã tạo được uy tín trên thị trường. Chiết khấu của công ty sơn Oscar dành cho đại lý rất là ưu đãi và linh động. Chính vì vậy, tôi đã hợp tác cùng sơn Oscar mang sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng. Xây và mua nhà không đơn giản chỉ là một khoản đầu tư tài chính lớn, mà còn là tổ ấm của mỗi gia đình. Thấu hiểu điều này, trong suốt chặng đường phát triển, công ty sơn Oscar luôn dành tâm huyết, uy tín, sáng tạo và kinh nghiệm của những chuyên gia hàng đầu Hoa Kỳ, đưa ra những sản phẩm chất lượng, nâng tầm các công trình cho cộng đồng xã hội. Bước vào giai đoạn bùng nổ, sơn Oscar khẳng định sự phát triển bền vững với tầm nhìn trở thành biểu tượng niềm tin cho các công trình xây dựng. Sơn Oscar luôn mang trong tim sứ mệnh sáng tạo để bảo vệ và tôn vinh vẻ đẹp bền vững cho các công trình bằng giải pháp của chuyên gia.